Rồi đây là Grab, anh em vào Grab Food, mình đang thử sử dụng cái dịch vụ Grab mà nó có ưu đãi 30% nếu mà mình mua cái đồ ăn từ những cái nhà hàng mà sử dụng cái túi bảo vệ môi trường, tức là cái túi họ làm từ giấy hay từ bã mía gì đó, chứ không phải là cái túi mà làm từ nhựa. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái món nào đó mình order. Cái này là cái gì đây? Nghe thấy vui nè. Ok, rồi món này đi. Nó tự động add promote cho này, nãy mình không add, giờ đấy, vậy là mình sẽ giảm 30%, tối đa 50.000, vậy là chắc là mình giảm được còn đâu 6 mấy ngàn nữa. Rồi bây giờ đợi xem là người ta có giao cho mình với cái hộp bằng giấy không, để tính tiếp. Đây là cái túi giao hàng Grab, thì các bạn thấy rằng là nó rất là đẹp, nó gồm giấy chứ không phải là bọc ni lông. Và chúng ta có một cái thùng loan ở đây, khăn giấy, còn một cái muỗng. Cái muỗng này chất lượng cao thì có lẽ đây là cái nhựa duy nhất tồn tại trong cái bọc này. Nếu mà so với lại những cái Grab bình thường mình sử dụng thì nó tiết kiệm rất là nhiều nhựa rồi, nó không xài nhựa nữa. Và cái bao này cũng rất là đẹp, anh em có thể để dùng lại được cho cái chuyện khác nữa. Rồi. Đây là cái đóng gói của cửa hàng, nó tên là Delsa Salad, nhưng mà Hà Nội chắc chi nhánh ở đây thôi, chứ không phải là Hà Nội. Nó có ghi lượng calorie với trọng lượng này nọ rồi, rất là hoành tráng. Rồi đó, hộp cũng rất là đẹp. Wow. Rồi cái thành phần nhựa tiếp theo mình phát hiện ra nó là nó chán một lớp nhựa bên trong cái giấy này để bảo vệ đồ ăn, và một cái hộp và nước sốt. Thì cơ bản như vậy là ok lắm rồi, tức là nếu mà so với lại cái gói đồ ăn một đống bọc sốt mà trước đây những người sử dụng Grab họ hay xài, thì mình thấy cái này là cải tiến rất là đáng kể. Vậy là anh em sử dụng cái Grab Food Eco thì nó vừa được giảm 30% mà anh em vừa mua nó được ship tới với những cái vật liệu rất là sạch sẽ, thân thiện với môi trường. Vậy hiện tại mình thấy là trong cái chương trình mà giảm 30% và mua cái sản phẩm sử dụng cái không dùng nhựa này, thì mình thấy rằng là có rất là nhiều cái món ăn từ cơm sườn, bún chả này nọ. Thì đó là nếu mà anh em có order thức ăn á, thì anh em chọn cái gói đó để anh em vừa giảm 30% nhưng vừa ủng hộ bảo vệ môi trường. Anh em càng order nhiều như vậy thì những cái doanh nghiệp mà họ làm ăn bảo vệ môi trường tốt là họ sẽ phát triển, những doanh nghiệp mà họ không có ủng hộ môi trường họ sẽ phát triển, như vậy thì đúng hướng. Rồi, xin cảm ơn.